không phải là chuồn chuồn biết bơi mà tớ là cá chuồn biết bay. Tớ có thể bay từ 200 đến 400 mét. Tớ bay được là do tớ có đôi vây khổng lồ ở hai bên như hai đôi cánh của loài chim. Nhưng thật không may vì một hôm mải chơi cùng cá vàng mà tớ đã bị loài người bắt về nuôi ở trong một cái bình chật hẹp như thế này. Không cam tâm với cuộc sống chỉ nhìn ngắm thế giới qua lớp kính mỏng manh này. Vì thế, tớ đã lên kế hoạch trốn thoát khỏi nơi đây. Hãy cùng theo chân mình để về với đại dương nhá. Di chuyển trong cái bình này đúng là khó khăn các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cần phải len lỏi đi qua những góc, những cái thùng giấy bỏ hoang. Mặc dù những thùng giấy này rất dễ là đổ vỡ, nhưng mà chúng ta cứ đi từ từ thôi. Đây rồi, ơ kìa, may quá các bạn, không vỡ bình. Chúng ta cần phải đi qua căng dây này và hướng đến cái bể cá ở đằng kia. Ok, mình đã lên được rồi. Không sao, tuyệt vời rồi các bạn. Bây giờ chúng ta cần phải nhảy qua đây, thoát khỏi khu nhà này. Ok, bay thôi nào. Được rồi, mong là sẽ không sao. Ơ kìa, bay kiểu gì ấy nhở? Tiếp đất không mấy tốt đẹp nhưng mà cũng ổn rồi các bạn. Mình nghĩ là trời mới mưa xong, thế nên là chúng ta mới có những vũng nước ở trên mặt đất như thế này. Bây giờ chúng ta cần nhảy qua bên kia thôi. Bay cũng được. Thế là mình lên bay đi. Ok, khá là được các bạn ạ. Tiếp nước an toàn rồi. Nhưng mà khả năng bay của mình vẫn chưa tốt. Mình điều khiển vẫn chưa ok. Cuối cùng cũng đến được đây rồi. Chúng ta phải nhảy qua chỗ này thôi. Ok, tốt rồi. Ồ, đây là một cánh đồng lúa hay sao ấy nhở? Ui ui, may quá các bạn ạ. Vẫn được. Sao điều khiển bay hơi khó hay sao ấy nhở? Bây giờ chúng ta cần phải đi qua những cái kênh mương của lúa này. Ok, vượt qua được rồi. Khá vất vả. Mong là chúng ta sẽ đi ra biển một cách an toàn. Ở khu vực lúa nước này sẽ có rất là nhiều con vật như là chuột, như là rắn. Thì mong là ngày hôm nay chúng ta sẽ không gặp những con vật đấy. Vì gặp là mình chỉ có chết đòn với nó thôi. Chúng ta đã đến được cổng của kênh mương rồi các bạn. Bây giờ chúng ta cần phải vượt qua chỗ này. Mình nghĩ là chúng ta cần phải bay xuống thôi. Ok, đây rồi, bay xuống xem nào. Ok ạ, được rồi. Khá là dễ dàng đối với mình ở những khúc bay nó thẳng như thế này. Bây giờ chúng ta cần phải bay xuống cái giếng ở bên kia. Đây rồi, bên tay trái của mình. Khúc bay này thì là bay xiên, thế nên là hơi khó điều khiển. Ơ kìa, ơ kìa, sao nhỉ? Thôi toang rồi, mình cũng chỉ là một con cá thôi các bạn ạ. Thất thủ rồi, không sao. Thôi keo này bay keo khác. Ok, được rồi, mình nghĩ đợt này sẽ thành công thôi. Ui, may quá, vẫn rơi đúng nơi. Nãy giờ chỉ có bay là bay thôi các bạn. Nhiều khi mình nghĩ mình là một con chim chứ không phải là một con cá. Mà thực chất mình là cá chim hay không nhỉ? Thế không phải, mình là cá chuồn chứ nhỉ? Mặc dù là tiếp đất bằng đầu với cả mặt nhưng mà không sao. Suýt nữa là răng với cả mô mình đấy, mình ăn rồi. Chúng ta gần xuống được thành phố rồi. Bây giờ chỉ cần xuống cái giếng ở đầu kia. Chỉ còn một vài trăm mét nữa thôi là xuống được rồi. Ok, an toàn. Kể ra mà sống ở đây là cũng trong lành đấy các bạn. Ở trên núi mà sẽ không có tiếng còi xe, không có những bản ba lát mỗi sáng thức giấc của mẹ mình. Nhưng than lên thuyền cuối cùng thì mình cũng đã xuống lên sông rồi. Chỗ này thì nước chảy hơi xiết các bạn. Nhưng mà vẫn đang phân vân là chưa biết đường nào đi. Đây rồi, có một cái cống nước ở đây. Lẽ nào chúng ta vào đây là xuống được biển chăng? Game nó dễ như thế sao? Ok, lên một cái mái nhà là sao nhỉ? À, mình hiểu rồi, bây giờ chúng ta cần phải nhảy từ bên này qua vùng nước mưa ở trên cái bạt bên kia. Rất là khó các bạn ạ. Không biết là mình có bay được không. Mong sao là được. Ơ kìa, sắp được rồi. Cố gắng lên nào, nín thở đi cá. Ơ kìa, sao nhỉ? Sau 7749 lần bay thì cuối cùng tớ đã có bạt ở đây rồi. Bây giờ chúng ta cần phải nhảy qua cái bạt khác các bạn ạ. Khu này là khu chợ, thế nên là tất cả mọi người khá là ồn ào. Bây giờ mình đã qua được cái bạt sọc này rồi, cần phải nhảy qua đây thôi. Food and vest à? Ok, tuyệt vời rồi. Chỗ này khá là khó nhảy các bạn. Mình nhảy rất là nhiều lần rồi nhưng mà bây giờ mới qua được. Được rồi, lên lỏi qua đây thôi nào. Ok, may mắn quá. Bây giờ cần phải đi tiếp thôi. Nào, này tiếp nào. Ok, sao nhở? Rớt xuống đây rồi. Ở đây may sao là vẫn có nước, nhưng mà khá là tanh. Được rồi, mình xuống ở đây rồi. Bây giờ chúng ta phải thoát khỏi nơi này thôi. Nơi này khá là ồn ào, mình cảm thấy khá là đau đầu rồi các bạn. Hướng nào đi đây? Đây có một quả dưa hấu à? Có nên lấy đi theo không nhỉ? Được rồi, bậc thang đây rồi. Cần phải hết sức bình tĩnh và giữ thăng bằng xuống đây. Ơ kìa, nào, giữ thăng bằng đi nào. Được rồi, xuống được đây rồi. Vẫn là một cái bạt ạ. Không thoát khỏi kiếp ở trên cái bạt các bạn ạ. Bây giờ cần hướng đi mới thôi. Hướng nào đây? Mình đang quan sát rồi. Ok, giếng ở bên kia rồi. Nhảy thôi nào, bay qua luôn. Ok,
Vừa được rồi các bạn ạ, chúng ta đã thành công xuống giếng rồi. Bây giờ chúng ta đang ở dưới cống. Khu vực này thì khá là hôi, bởi vì hầu như rác thải chúng ta đều vứt xuống đây hết. Mùi hôi của nước, mùi hôi của rác thải. Ơ kìa, sao vậy? Mình đang quấn vào một vòng xoáy chăng? Khu vực nào đấy ra biển hay sao? Làm sao nhở? Hơi chóng mặt đấy nhở. Nào, sao lâu ra thế nhở? Giá bây giờ chúng ta ra biển luôn thì tốt nhở. Ơ kìa, thôi toan rồi. Theo mình nghĩ đây là khu vực nước ngầm các bạn ạ. Ok, khá là lạnh các bạn ạ. Dưới này khu nước ngầm thì chắc chắn là lạnh rồi. Ok, nghe tiếng gì ấy nhở? Như trong một bộ phim kinh dị vậy. Đấy rồi, khói nước đây rồi, phóng lên xem nào. Mình không biết là mình sẽ tiếp đất hay là bay đi nơi nào đây. Được rồi, ok. Sao ấy nhở, có ngỏm hay không? May quá các bạn. Đây hình như là khu đường tàu các bạn ạ. Đây rồi, mình lên được đây rồi. Khả năng là khu đường tàu thật rồi. Có một đường dây xe lửa ở đây. Nhưng sao nó lại có nước? Sao cái cổng này đóng là như nào nhỉ? Chúng ta vượt qua đây như nào đây? Đấy rồi, đâm vào khu vực này xem nào. Được rồi. Ây da, trông thấy gì nhỉ? À, khi mình đâm vào đấy thì nước nó sẽ bắn ra hay sao ấy các bạn ạ. Nãy giờ lần mò thì mình đã tìm được những cái công tắc như này. Và việc của mình là nhảy lên và bật công tắc lên. Ok rồi, bây giờ đi hướng nào tiếp theo đây? Nào, bơi nhanh lên xem nào. Xe lửa của mình đâu rồi? Đường tàu của mình đâu rồi? Đấy rồi, ơ kìa, xe đi rồi. Làm sao nhở? Bây giờ mình đang ở một phòng thí nghiệm bỏ hoang. Khu vực này ngập nước rồi các bạn. Bây giờ mình cần phải nhảy lên cái thùng này. Nào, ok. Đây giống như là một thùng đá hay sao? Tiếp tục nào, chúng ta cần phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bởi vì những phòng thí nghiệm thì rất là nhiều thuốc độc. Theo mình nghĩ là hóa chất rất là nhiều. Thế nên là không tốt cho sức khỏe. Mình là cá nữa, mình cần phải về với biển. Được rồi, lên đây thôi nào. Ok, an toàn rồi. Cần phải nhảy qua cánh cổng này nữa thôi. Rồi, mình đã ra được đây rồi. Ơ kìa, vẫn là phòng thí nghiệm ạ. Bây giờ cần phải vượt đi đâu đây? Hướng nào tiếp đây? Đây rồi, có cái vòi nước đây rồi. Bắn lên thôi nào. À, hóa ra là mình rơi vào một cái bình nước tiếp theo ạ. Mình đi theo cái đường màu vàng này hay sao đây các bạn? Tiếp tục rồi, khả năng có gì trong đây chăng? Một bể nước. Đây, công tắc đây rồi. Loài hoài mái, hóa ra là đến đây để bật công tắc các bạn ạ. Hướng đi tiếp theo là gì nhỉ? Thôi chết rồi, phải nhảy vào cái thùng này tiếp thôi. Ok, đi theo cái đường màu vàng này xem đến được đâu nào. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thành 2/3 quãng đường đi rồi các bạn. Ở đây hình như là sân bay hay sao, mình nghe tiếng ồn. Mở cửa ra xem nào. Ơ kìa, quán bar hay gì đây? Sao vẫn ở trong một ngôi nhà là sao nhỉ? Văn phòng à? Theo mình nghĩ đây là văn phòng. Phải nhảy qua bể cá bên kia thôi. Nào, sức quạt. Ok rồi. Bây giờ đi đâu nhỉ? Mất phương hướng hay sao nhỉ? Làm sao đây? Chẳng lẽ đây là một cái bẫy hay sao? À, hướng bên kia rồi. Mình thấy hướng bên kia rồi. Bay sang xem nào. Đây, đây 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 đây. Bể nước bên này rồi. Ơ kìa, quay quay quay. Ơ, sao nhỉ? Sau 7749 lần thì mình đã ở trong cái bình này rồi các bạn. Bây giờ chúng ta cần phải di chuyển trong bình này. Đây rồi. Sao chai nước nhiều nhỉ? Văn phòng sao uống hết nước, vấn đề đây là sao nhỉ? Hơi bừa bộn đấy nhá. Máy tính ngổn ngang như này. Khăn giấy à? Gì đây? Trà sữa ai để đây nhỉ? Ui. Bây giờ chúng ta cần phải đi ra cửa thôi. Không biết khu vực tiếp theo của chúng ta là gì đây. Thử thách tiếp theo là gì đây? Ơ kìa. Bây giờ chúng ta cần phải đi qua căng dây này chăng? Đúng rồi. Đây hình như là sân bay các bạn ạ. Ơ kìa, dưới thang băng đi nào. Hơi chóng mặt một tí thôi, mà cố lên. Được rồi, đến nơi rồi. Hay rồi. Khu vực này khá là khó đi các bạn. Rất khó đi luôn. Được rồi, xuống căng dây tiếp theo nào. Mình nghĩ là xuống bể nước ra kia. Như thông báo sân bay hay sao ấy nhở? Theo mình nghĩ là chúng ta cần phải lên sân bay rồi. Phải lên máy bay thôi. Ở đây hình như là một cái đài phun nước các bạn ạ. Sân bay có đài phun nước là sao nhỉ?
Rồi, bay cua sang bên này xem nào. Chúng ta cần phải đi qua bên kia thôi. Nào, cố lên. Ok, được rồi, được rồi. May quá. Suýt nữa là tắc thở rồi. Bay tiếp xem nào. Sau những lần bay ở trên núi xuống, bây giờ khả năng bay của mình tốt hơn nhiều rồi các bạn. Ôm cua nó phải gọi là tay lái rồi đấy các bạn ạ. Được rồi, bây giờ chúng ta cần phải đi hướng nào tiếp theo đây? Nhảy sang hướng bên kia chăng? Đấy rồi, có một thùng nước ở bên kia. Cố gắng lên nào. Chúng ta chỉ nín thở được trong 10 giây thôi. Rồi, xuống đây nào. Ok, có kịp không đây? Nào. Ui, vừa kịp lúc các bạn ạ. Phải đi thôi, trốn khỏi đây thôi. Phải lên thang máy rồi các bạn. Lần đầu tiên mà con cá phải đi thang máy đấy các bạn ạ. Đi lên nhanh, không người ta thấy thì chết rồi. Bây giờ mình đang ở một khu vực như kiểu là xếp hàng để mua vé máy bay hay sao ấy các bạn ạ. Chả lẽ mình là cá có phải xếp hàng chăng? À đây rồi, hướng đi đây rồi. Mình nghĩ là sẽ vào hướng này. Đâu rồi, địa điểm tiếp theo của chúng ta là đâu đây? Vượt qua khu vực này là khu vực nào nhỉ? Ơ kìa, vực gì nhỉ? Đầu kia rồi. Chúng ta phải đi qua khu vực này và tới được đầu bên kia. Nào, từ từ thôi. Khá là khó đi ở khu vực này. Có nước chảy ra là sao nhỉ? Hệ thống nước ở đây hỏng rồi hay sao các bạn ạ? Được rồi, mình xuống được bỉ đây rồi. Bây giờ khá là nan giải đối với mình. Đấy là mình cần phải bay sang bên kia. Nào, nhảy qua đây thôi. Bây giờ chờ một cái thùng nước và mình nhảy xuống thôi. Cố gắng lên. Có được hay chăng? Hay là tắt thử? Nào. Ok, tuyệt vời rồi. Rất là may các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đã vào được một cái vali nước màu đỏ ở trên sân bay. Chúng ta cần làm gì tiếp theo đây? Ở bên kia có một bình nước, mình phải nhảy qua bên kia. Nào. Ok, 7749 lần. Chúng ta được vào bình nước này rồi. Đi tiếp theo. Không hiểu sao một con cá như mình cứ phải lên lỏi ở trên sân bay thôi các bạn. Điều gì đây? Mình về biển chứ có phải đi máy bay đâu. Đây rồi. Gì đấy? Đây rồi, mình nghĩ là mình cần phải bấm vào cái nút này. Nhảy lên thôi nào. Nào. Ok. Sao đây? Tiếng gì ấy nhỉ? Có vấn đề gì chăng? Hình như là máy bay cất cánh rồi các bạn ạ. Nào, cửa sắp đóng rồi, nhảy xuống xem nào. Ok ạ. May quá, kịp lúc rồi các bạn. Thế là chúng ta đã hoàn thành thử thách đưa cá chuối về biển rồi. À đâu, cá chuồn chứ làm gì phải cá chuối. Dưới này thì anh bạn cá vàng đang chờ mình, vẫn đang nhảy tung tăng. Ok ạ. Đây rồi, cá vàng và cá lóc đây rồi. Xin chào hai người anh em. Tôi đã trở về rồi đây. Hello. Và đó là cuộc hành trình về biển của mình. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ là cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Và nhớ là comment ở dưới video này nhé.